Quỹ ban nhân dân quận Ô Môn tổ chức họp hội đồng hỗ trợ bồi hoàn và tái định cư dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn đoạn từ cầu Ô Môn đến dàm Paris giai đoạn 2. Dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn đoạn từ cầu Ô Môn đến dàm Paris giai đoạn 2 đã kiểm kê tất cả các trường hợp bị ảnh hưởng với tổng diện tích 2,2 hecta và phê duyệt phương án bồi thường 159 trường hợp với tổng số tiền 16 tỷ 880 triệu đồng. Tại cuộc họp các thành viên đã xem xét tính pháp lý của bốn trường hợp bị ảnh hưởng còn lại để tham mưu hội đồng hướng giải quyết thỏa đáng. Lãnh đạo quỹ ban nhân dân quận Ôn Môn đề nghị các đơn vị có liên quan ra soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo thống nhất hai qua về phương án hỗ trợ cho từng trường hợp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.